đây, cứ đồ vay, tiết là coi giá. À, ô thử tiết là mê giả. Ok, đâu, chào các bạn. Tôi đồ vay, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại channel Đông Bờ Lùa Vlog cuộc sống tại châu Phi. Thì sau những ngày chờ đợi các bạn, thì hôm nay anh em mình cũng đã được thay em bạn Mạnh Thường Quân mua toàn bộ bàn ghế nội thất ở trong nhà thờ, cũng như thỉnh tượng Chúa vào trong nhà thờ tại bản Camon Hoang Gà nha các bạn. Thì từ hôm qua anh em mình cũng đã vào bắt các cái giá ở bên trong nhà thờ rồi để tượng Chúa rồi. Thì hôm nay bây giờ anh em mình mới đưa vào tượng Chúa như bàn ghế vào được. Thì anh em mình cũng đã dặn một số người dân hôm nay tập trung đến để đưa bàn ghế như tượng Chúa vào trong nhà thờ, là sắp tới anh em mình tổ chức lễ khánh thành cũng như bàn giao nhà thờ cho người dân tại bản Camon Hoang Gà nha các bạn. Xin chào bạn. Cú tụi bạn đi hả? Xin ok. Ông nó sổ tà ra cái ta tòa cũng là kìa. Cú đuổi ca đà cũng mê giả. Đây là bài igreja. Ta vinh. Xin. Xin. Bà tiết à? Ý sổ. Xin. Ta vinh. Đấy. Bà sổ. Xin. Xin. Ô tư nè bà kìa. Xin. Ta vinh. Anh em mình qua vào bắt tất cả các cái giá để treo tượng rồi, cũng như đồ đạc anh em mình cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Xin otro abri janela. Abri janela. Hôm qua anh em mình cũng đã vào cũng như bắt tất cả các cái giá để tượng Chúa lên, cũng như nói mọi người rồi, mọi người lau chùi nhà thờ các bạn, tất cả nhà thờ đây. Thì bây giờ mới đưa được bàn ghế vào, cũng như tí sẽ để đưa cũng như thỉnh tượng Chúa vào. Thì tất cả kinh phí để thỉnh tượng Chúa vào cũng như bàn ghế nội thất ở trong nhà thờ tại bản Camon Hoang Gà đây là đều được gia đình cô chú Kim Trọng ở Mỹ nhờ anh em mình mua cũng như gửi tới đến nhà thờ nha các bạn. À ô tô mít Anami gì? Anami mít là Nai Sim à? Anami gì? Ô tô tiếp này mít đây. Đang nói các em ấy để chuyển giáo vào, cũng như đang được các em thanh niên đang kê bàn ghế các bạn. Tất cả anh em mình mua gần 40 cái ghế, cũng như hôm qua anh em mình vào thì anh em mình cũng đã lắp cái biển ngôi nhà thờ, cũng tên nhà thờ các bạn. Thì trong bản mọi người được cả nhà thờ mọi người không có biển tên cũng như mọi thứ đâu. Thì khi hoàn thành nhà thờ thì đều tất cả kinh phí để xây dựng ngôi nhà thờ đây là đều của gia đình chị Thúy Phan ở Washington, Mỹ, là nhờ anh em mình xây hỗ trợ bản Camon Hoang Gà đây nha các bạn. Thì anh em mình đã làm biển đây, thì ở bên trên là Igreja Camon Hoang Gà, là nhà thờ của bản Camon Hoang Gà, huyện Ban Lù, tỉnh Huông Bu, Angola, Việt Nam, Obrese Barabo, Angola Nù, là người Việt Nam mình hỗ trợ xây giúp bản. Cũng như bên dưới là tên gia đình chị Thúy Phan ở tiểu bang Washington, Mỹ, nhà anh em mình xây giúp các bạn đây. Thì mọi người bây giờ đang các em đang bác giáo cũng như để kê bàn ghế cũng như bác giáo đấy, tất cả bàn ghế đây anh em mình cũng đã khác với đợt trước, thì đợt này anh em mình làm nó cao hơn một chút để mọi người ngồi đi, ngồi nó cao hơn đấy. Anh bênh muốn đi thôi xin ra về để các em ấy đang bác cái giáo này các bạn, tí để cái treo cái thánh giá xin đấy. Hả? Tí con nào? Amen.
các bạn. Ô tôi đứng đây. Mới tên anh chưa mà. Đa bình. Em ra. Em ra bình. Em ra bình. Đa 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 bình, ôi tụi ao đây. Anh em mình đã vào đã khoan bắt hết cái giá sắt này các bạn ạ. À, cái tá bình. Giá sắt này xong là sơn lại. Hôm nay mới đưa tượng Chúa vào để lên trên đấy, rất chắc chắn luôn. Tá bình ơi, tiên Adam đi kìa. Tiên Adam đi. Đến rất là đông vì hôm qua anh em mình nói là một số người ai ở gần đây thì đến để cho bàn ghế vào, mọi người đến rất là đông. Ao nè bạn anh xem mà. Is. Bảy mươi nè cơ. Bảy mươi nè nào. Phần nào này. Bắt theo đi. Ba phần nào bắt cả Ara. Ba Ara Ara. Ara mới tới đi. Anh em mình đang nói
các em đi lấy chút cát để vào để cắm hai cái nọ hoa nữa các bạn. Thì mong là các bạn thông cảm với những buổi đến thăm hay như nào đó mọi người ồn để anh em mình có thể nói mọi người được. Chứ hôm nay vào nhà thờ thì mọi người vui mừng, anh em mình cũng có để mọi người tự nhiên hát hò thôi, cũng không không nói mọi người, không nói mọi người được các bạn. Thì mọi người rất là vui mừng đấy, hôm nay là có nhà thờ mới rồi, cũng như đã có đầy đủ để mọi người hát hò rồi, anh em mình ra bên ngoài để mọi người cứ hát hò các bạn ạ. Just chúng ta bắt tay đấy đây này bạn ạ, bên nhá xin ta bình để sao ông là bao nụ vai quan đang comida đấy là phana feta ta bình đấy mọi người các bạn đây mọi người con đi xin đấy mọi người vẫn đang hát hò nhảy múa ở bên trong đấy. Hãy subscribe cho kênh để cứ để mọi người xin đấy ra bộ vụ phi ca ghi nó tên một nem này đấy sàng điệp bôi quan dung
Agabagin para feta, não é? Quando o cão entra aqui, deixa a cena aí fora. Sapato aí fora. Só entra bem. Fica bem bonito. Sim, fica fora tudo. Hôm nay những buổi như này cũng như buổi khánh thành cứ để mọi người đi chân đất vào các bạn. Nhưng hôm sau mình cũng nói các bạn để hôm sau thì khi hoàn thành rồi cũng như khi đã bàn giao xong nhà thờ đến với người dân bán rồi thì khi đó mọi người đi lễ thì mọi người sẽ bỏ dép ra ngoài, bỏ dép ra ngoài đây. Phát đây à đã bộ được. Isso. Tá bem, ei, bem bonito a água. Sim. Tá doce muito. Tá doce muito. Nóng quá các bạn, nóng quá. Đấy. Tá bem. Agora dessa bobo com o kênh quero canta dança. Dança só. Eu bao no cobra passa também. Missão, também falar com bem com bata de. Dessa de boi. Fala feta. Tá bem. Tá bem. Sim, 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 tá bem. Sim, cứ để mọi người vui hát hòa các bạn vì hôm nay nói thì hôm nay anh em mình được thay mặt Mạnh Thường Quân là gia đình cô chú Kim Trọng ở Mỹ mua toàn bộ nội thất cũng như thỉnh tượng Chúa vào để vào ngôi nhà thờ mới của bán các bạn cũng như anh em mình cũng đã được thay mặt gia đình chị Thúy Phan là đã xây dựng hoàn thành ngôi nhà thờ hỗ trợ bản Camo Non Gà này các bạn thì trên video anh em mình cũng xin chân thành cảm ơn gia đình chị Thúy Phan ở Mỹ đã nhờ anh em mình xây hỗ trợ gửi tới người dân bản Camo Non Gà đến ngôi nhà thờ cũng như hôm nay anh em mình cũng xin chân thành cảm ơn gia đình cô chú Kim Trọng ở Mỹ đã nhờ anh em mình mua toàn bộ nội thất cũng như thỉnh tượng Chúa vào đến ngôi nhà thờ trong bản các bạn thì bây giờ anh em mình vừa nói các bác trưởng bản này cứ để tất cả mọi người vui hát hòa thì anh em mình phải để quay ra ngoài bên thị trấn cũng như anh em mình ra nhà thờ lớn để nói chuyện với cha xứ để sắp xếp một buổi làm lễ khánh thành hỗ trợ người dân bản để mọi người có ngôi nhà thờ mới để đón Noel cũng như đón Giáng sinh nha các bạn. Bắt đầu bắt sai em sao á? Ta về, ta về, ôi ta về, mai về, có một ai kêu xem thì. Tuli senti la chiwa hela kukala uvala ume kuti wakokana kwenda viti nami yukashu kutala ya upanga ume kuti vamba meko mwele tuwa bandula. Omo, tuwa bandula chiwa, ame katikisa kakamula wakamulonga. Onimbesi Paulo wapanga, tunteko sani yako chaleta liyapwa, epo soliwa, kwenji hena ya babatu inya tufenda kufendela mwele. Ngana kare lobe. Omo, omo. Tuwa bandula chalwe kari tukwetu nembele wakari etayu ajikula, miti nami. Watunja kwa chimwe la shi Paulo ajetali yao yote hela tukwete misa ndani ya shopade olupando lowa sabe no tenu nena sei phản nên là tất cả các mình hỏi cảm nghĩ các bác thì đều những lời cảm ơn người Việt Nam cũng như đã nhờ anh em mình đến hỗ trợ xây giúp bản Camo Non Gà đây ngôi nhà thờ mới cũng như để mọi người có chỗ khang trang các bạn. Ngôi nhà thờ cũng là một nơi tâm linh của mọi người và cũng là một nơi tâm linh văn hóa rồi mà cũng là nơi mùa mưa và mùa gió mọi người nhà ai không may nỡ sập thì sẽ mọi người lại đến đây mọi người ở nhà thôi thì như kiểu chú tạm đấy các bạn thì với anh em mình thì ngôi nhà thờ cũng là rất là một nơi rất là quan trọng đối với người dân các bạn nơi tâm linh người văn hóa rồi là nơi gọi là an toàn nhất với người dân các bạn thì ok các bạn thì video này anh em mình xin phép được dừng lại tại đây các bạn thấy video hay video ý nghĩa cho anh em mình xin một like một chia sẻ với cái kênh Đông Ba Nù về lớp cuộc sống tại châu Phi để ủng hộ anh em mình có thêm nhiều động lực là nhiều video hay cũng là giúp đỡ nhiều người khó khăn ở trên miền núi châu Phi nha các bạn chào các bạn vậy xin chào mình bạn xin chào mình ta 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 mình